thân mến, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã đây quay lại với kênh channel của Kim Minh nha. Ngày hôm nay em sẽ dẫn mọi người đi ra ngoài vườn và hái hoa cúc. Mấy hôm nay thì cứ mỗi một ngày như vậy đó, hoa nó nở như vậy nè mọi người. Thì em sẽ hái vào và em để dành lên. Để dành lên tới khi mà đủ nhiều á thì mình sẽ làm trà. Mình làm trà uống. Rất là thơm. Rất là thơm mọi người. Và cái cây này á, là các bạn biết cây gì không? Cây cái này là ta gọi là rau tần ô, nhưng mà với người miền Bắc á, thì họ gọi là bông cải cúc, mà nó thực sự là hoa cúc nè các bạn. Đó thì em sẽ bỏ vào một cái dĩ và em phải khô nó. Thì mỗi một lần gì em sẽ bỏ vào một cái dĩ và em phải khô nó các bạn. Đây nè, thì mấy hôm nay em đã tích rớp được khoảng mười mấy bông đây các bạn nè. Nó khi mà nó khô lại là nó như thế này nè mọi người đó. Rồi ok, bây giờ em sẽ mời mọi người cùng đi ra ngoài sân nữa nha, và mình sẽ bẻ đậu que ngày hôm nay của em nó đã nhiều rồi. Đây em sẽ quay cho mọi người xem. Đây nè mọi người, nè đậu que nè, mình hái đậu que nha. Nè con đó, rồi gãy luôn. Đây nè, đậu que nè, chết cha, gãy luôn cái lá này. Cái sao đây là đậu que bữa mình đã thu hoạch trước hôm nay mấy ngày rồi, nó hơi mềm bỏ vô luôn đó. Hai ngày đó các bạn, hai ngày thu hoạch được nhiêu đây, được một phần rồi, xào được rồi nhé con ha, nhiêu đây xào ăn được rồi. Trời ơi cô chú ơi, ướt nhẹp hết trơn rồi nè, quậy rồi nè. Và em sẽ khoe với tất cả mọi người thành quả của em đây. Mọi người thấy cưng không? Đó, được một chùm cà chua. Đây thêm một chùm nữa, hai chùm cà chua. Và cái chùm cà chua này cũng sắp có trái luôn mọi người ơi. Ở trên đọt vẫn còn một chùm chuẩn bị nở hoa. Rồi, mọi người thấy cái cà của em có chút xíu mà có trái rồi nè mọi người. Rồi, mọi người ơi, ớt mọi người đã có trái chưa? Trái ớt của em mới có hoa mọi người ơi. Nó hơi chậm nhưng mà hơi kệ đi, chắc cũng kịp ăn mà. Đây nè các bạn, cái ớt của em nó có hoa nè. Thì do là em xuống đất nó hơi trễ á, cho nên nó hả nó bị đẹp á mọi người. Nè, hoa quá trời mọi người thấy không? Đó. Các bạn, cái chậu này nè, mỗi bữa trồng á, đất á, vô đất á, không biết làm sao mà tự nhiên cái nó mọc ra hai cái cây cà ở hai cái lỗ mà mình đục mình cho thoát nước á. Đây lỗ bên kia lỗ. Cái giờ nó ra trái nè các bạn. Đó. Đó là sắp có cà ăn rồi nè, đây nữa nè. Các bạn thấy không? Cái cây cái chút xíu cũng ra trái. Cái thùng đó mình trồng ớt chứ mình không có trồng cà, mà nó lên mấy cái cà luôn. Đây nữa nè. Cái cây ớt của mình nó có chút xíu mà nó ra bông rồi nè mọi người. Sao đợt này ớt của mình nó bị đẹp mọi người ơi. Bây giờ thì hai mẹ con mình mà lặt ra đậu que mấy con ha, đậu que vô xào. Thấy vậy chứ nó cũng cứng đó anh, mình thấy nó non vậy chứ nó cũng cứng quá các bạn. Ồ, già chứ bộ, già nè ba, già rồi mình già con vừa vơ cái tay á. Em để trên mà. Trái mít nè các bạn, hứa hẹn là sẽ có mít ăn
vào ngày mai. Mai hả? Chắc là mai ăn được. Mốt mà. Mai cũng chưa có chín lắm rồi. Còn cứng hả? Hơi mềm. Bây giờ là xào đã quen nha mọi người. Đó. Sáng giờ có đồ ăn cho nên không thèm ăn, đợi tới giờ mới ăn. Xào thịt rồi hành nữa. Bắt nó hả? Chờ chút qua bắt kìa. Chờ chút qua bắt kìa. Ăn ăn trước khi đi về mà. Giờ em đang ngồi đây chơi chờ ba xào đậu que xong rồi cho em ăn rồi cho em đi ngủ nha mọi người. Andy ơi. Andy à, con chơi gì đó? Andy. Andy à. Mọi người, em chơi mấy con bù đầy. Đâu mày coi coi. Đó, đi bớt hả? Con này cái gì? Đi bớt. Và cái đoạn ăn uống thì em đã quên quay rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của hai mẹ con em.